người trong làng sinh tố mà tôi phải hẹn hò. Tại sao mình phải làm chuyện này? Lý do sẽ rõ nếu các bạn xem hết video. Và người đầu tiên mình sẽ hẹn hò sẽ là sao các bạn tới chỗ hẹn hò này cho vậy? Ê, ông đã kêu hoạch thất bại rồi hả? Ủa, ông làm gì đây vậy? À, cũng đúng lắm quý nắp ơi. Đúng lúc lắm quý nắp ơi. Ông có muốn hẹn hò với tôi không? Muốn không? Muốn không? Muốn không? Muốn cái đâu không? Dạ thì tôi có thích ông đâu. Hẹn hò cái gì? Ok, vậy thì đổi kế hoạch vậy. Vậy thì tôi sẽ biến hình. Như này thì sao? Như vậy thì thế nào? Tôi đổ rồi. Ủa các bạn ơi, mình đã có được trái tim của Huy Nóc rồi. Bây giờ còn những người còn lại ra chúng ta đi thôi. Ủa, bây giờ nó ok, được rồi, đối tượng tiếp theo sẽ là ai đây? Ủa? Ô, chị mèo kìa. Cái gì đây? Hẹn hò cùng chắc hả? Ủa, đúng rồi đó, đây chính là số hẹn hò cùng chắc. Đúng rồi đó, bây giờ chị muốn đi đâu nè? Ừ, chắc là đi chơi nhà ma. Đúng rồi, chị thích mấy cái kinh dị lắm á. Ồ, nhà ma hả? Ừ, từ từ để em coi coi. Ồ, em có chỗ này rất là hợp lý. Tên 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 đây nè, một ngôi nhà ma cho chị luôn. Ok, vô anh à, chạy vô. Trời, đúng rồi, trong những cái phim tình cảm á, thường là người ta sẽ vô cái nhà ma này. Ok, được. Bây giờ với như cái này á, mình có thể thấy được cái trái tim. Rồi sau mình sẽ làm cái gì đó gì, các bạn chờ ở cuối clip nha. Ê, chạy. Lên đây, lên tầng trên, có thử có cái gì nè. Và tôi đã chuẩn bị một cái thứ để mà lát nữa sẽ cho chị mèo coi nè. Ủa, ở giữa có cái gì nè chị ơi? À! Chị có sao không? Thì rồi, đúng như trong mấy cái bộ phim tình cảm, đây sẽ cái lúc mà mình có xây dựng được điểm tình yêu nè. Thấy cho các bạn, nó đang tiến lên và bự lên càng nhiều đó. Ok, khi full điểm thì xong rồi, không cần nữa. Ok, bye bye nha chị ơi. Có được trái tim là ok rồi. Ờ, được rồi, bây giờ chúng ta đã xong hai người, bây giờ tới lượt. Được rồi, bây giờ tới lượt của chị Nabi. Nhưng mà bây giờ tụ gậy chị Nabi đã là người yêu, tự nhiên mình nhảy vô thì sẽ hơi rất là kỳ á. Còn bây giờ thấy tụi ta có bộ đồ của tô gà nè. Chắc các bạn đã hỏi tụi lấy ở đâu đúng không? Ủa, sao một bộ đồ của mình biến cái gì kỳ vậy? Đồ tôi mới mua mà. Không gì tới, tôi còn có cái đồ của tô gà nữa nè. Này chỉ là tờ mô hình thôi nha các bạn, là phải đồ thiệt đó nha. Được rồi, bây giờ thì đội đồ tô gà vô tên nè. Ủa, tô gà đây á hả? À đúng rồi, em là chị. Đợi hết hồn em cũng có đi chơi không nè, đi thôi. Đi. Chắc các bạn đang hỏi tại sao tôi có cái giọng tô gà đó. Bởi vì tôi có mấy chuyển giọng đó. Hello, tôi là tô gà nè. Đó, nghe thật không? Ủa, đó là ai vậy? Đâu không phải là em đâu chị Nabi ơi. Ủa, đây là các bạn ơi. Em nữa, tôi chuẩn bị có được trái tim của chị Nabi nè. Được rồi, để kết thúc cuộc hẹn hò này, cho chị hôn tôi gà một cái đi. Hả? Cái gì? Trời, cái này không được, trời ơi. Nói gì vậy, lại đi coi. Ôi không, phải có cái vào đây. Vui quá đi. Trời ơi, hên quá các bạn ơi, hên là mình có cái mô hình này đó. Trời, ok, bây giờ thì có được trái tim Nabi rồi nè. Ok, bây giờ thì nó là giả mạo đó chị Nabi ơi. Hello. Ông làm cái gì vậy chắc chứ em? Ây da, khói quá. Tức thiệt chứ. Giặt nó coi ý đồ gì vậy ta, mình phải được theo mới được. Được rồi các bạn ơi, mình đã có tổng cộng 3 trái tim rồi. Chỉ còn những người còn lại thôi. Ủa, đối tượng tiếp theo của tôi đây rồi. Bây giờ thì tôi sẽ biến hình. Biến hình. Như này thì sao? Ok, được rồi, bây giờ chỉnh vào ký. Sầu riêng đã lên được 1/3 cây rồi đó các bạn. Ủa, ai đây sầu riêng quá ơi? Ai dễ thương quá vậy? Ồ, hai người cùng lúc à? Ê, cái này thú vị nè. Ủa, bạn này tôi mới vừa nói chuyện với mày nha. Cái gì vậy? Cái này biết tay thì hai người này sẽ đánh nhau gì tôi mà. Nhưng mà hai anh ơi, dừng lại cái đi. Bây giờ anh nào tặng quà cho em thì tôi sẽ cảm ơn người đó hơn. Ủa, cái giọng của em bị gì vậy? Ủa, trời ơi, cái gì vậy? Đây, tôi tặng cho em vàng nè. Ôi, sắp được rồi, mình sắp có được trái tim của hai người này
nhớ con lầm đây chỉ là tổ gà hình dạng con gái hả? Và bởi vì như vậy thành tình yêu của hai người này đi xuống rồi. Tôi trả con tim của tôi cho em đây. Ủa cái gì vậy ấy? Trời ơi, tức tổ gà đi chơi thì lấy trái tim của hai người đó rồi. Được rồi, bây giờ thì tối tự tiếp theo sẽ là ok rồi, hi ha. Nhưng mà hi ha với Yummy là người yêu thì bây giờ mình phải thành Yummy rồi nè. Bây giờ thì hi ơi. Quay hello Yummy nha. Hôm nay muốn đi hẹn hò với tôi không? Sao hôm nay ngủ rắp quá vậy? Ok đi theo tôi mà nha. Thôi cũng được. Ngủ được hi ha rồi các bạn ơi. Lên. Ủa bên kia cũng là hi ha Yummy. Ủa sao bên kia còn Yummy nữa vậy ta? Từ nếu đây là hi ha thiệt, bên kia là Yummy thiệt, vậy hi ha này chính là... Ủa thằng hi ha nào đây? Tôi mới là hi ha. Không, tôi mới là hi ha. Ủa thằng hi ha nào đây? Giả mạo. Tôi mới là hi ha. Không, tôi mới là hi ha. Mày là giả mạo. Ha, đúng rồi đó, chắc là chính là tôi đây. Và tôi đã có trái tim của Yummy rồi nè. Còn tôi cũng có trái tim của hi ha rồi đó. Bây giờ thì ông trả cái trái tim đó cho tôi. Chị đã biết là được rồi. Ông cần á, ok được rồi vậy tôi trả nè. Đó. Vậy thì cảm ơn ông nhiều nha. Ủa trả gì đấy? Đó là trái tim giả đó. Và tôi tôi đã có được trái tim của tôi kìa. Và toàn bộ trái tim của tất cả mọi người trong lời xin tốt, tôi đã có đủ rồi. Ông tính làm gì vậy nữa? Ông định làm gì xấu xa vậy? À, tôi thắng cược thôi à. Hả? Ông cược với ai cơ? Tôi có cược với con tinh linh lửa của tôi. Tôi cá cậu cậu thầy hẹn hò tất cả mọi người trong làng sinh tố. Là tôi phải hẹn hò hết tất cả mọi người trong làng sinh tố và tôi đã làm được rồi. Trời ơi, tưởng gì? Ủa, điều này làm tôi nhớ tới tôi từng làm một video chọn tất cả mọi kim cương trong làng sinh tố rồi đó. Hẹp